người việt ở nước ngoài và hành trình nâng cấp nụ cười trong kỳ nghỉ tết trong thời đại toàn cầu hóa ngày nay việc di chuyển từ quốc gia này sang quốc gia khác để làm việc học tập hoặc du lịch đã trở nên phổ biến người việt nam không phải là ngoại lệ với sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế và giáo dục ngày càng nhiều người việt chọn sông và làm việc ở nước ngoài tuy nhiên dù ở bất kỳ nơi đâu họ vẫn giữ gìn và trân trọng giá trị văn hóa truyền thống của mình một trong những giá trị đó là việc quan tâm đến sức khỏe và nhan sắc, đặc biệt là nụ cười. Hành trình nâng cấp nụ cười Hãy cùng tôi khám phá câu chuyện của Hong Phuoc, một người Việt 46 tuổi sống ở Canada, đã quyết định nâng cấp nụ cười của mình trong kỳ nghỉ Tết kéo dài 3 tuần tại Việt Nam. Tại sao lại chọn Việt Nam? Hong Phuoc đã tiết kiệm được 6.000 đô la để làm 20 răng sướng. Và cô ấy đã chọn Việt Nam, quê hương của mình để thực hiện điều này nhưng tại sao lại là Việt Nam? Cùng tìm hiểu nhé. Việt Nam, quê hương của Hồng Phu, không chỉ nổi tiếng với những cảnh đẹp hùng vĩ, ẩm thực phong phú và văn hóa độc đáo, mà còn được biết đến với ngành y tế đang phát triển mạnh mẽ. Trong những năm gần đây, Việt Nam đã trở thành điểm đến phổ biến cho du lịch y tế, với chất lượng dịch vụ y tế ngày càng được cải thiện và giá cả hợp lý. Đối với Hồng Phu, quyết định chọn Việt Nam không chỉ vì cô ấy muốn nâng cấp nụ cười của mình mà còn vì cô ấy muốn trải nghiệm lại không khí Tết ấm áp và đầy màu sắc tại quê hương. Đây cũng là cơ hội để cô ấy gặp gỡ gia đình và bạn bè sau một thời gian dài sống xa nhà. Với 6.000 đô la, Hồng Phúc có thể chọn bất kỳ nơi nào trên thế giới để làm trang sứ. Tuy nhiên, cô ấy đã chọn Việt Nam, nơi cô ấy có thể kết hợp việc chăm sóc sức khỏe với việc trải nghiệm văn hóa và gặp gỡ người thân. Đây chính là lý do tại sao Hong Phuoc đã chọn Việt Nam để thực hiện hành trình nâng cấp nụ cười của mình. Quyết định nâng cấp nụ cười Hong Phuoc, một người Việt 46 tuổi sống ở Canada, đã quyết định nâng cấp nụ cười của mình trong kỳ nghỉ Tết. Cô ấy đã tiết kiệm được 6.000 đô la để làm 20 răng sứ. Và cô ấy đã chọn Việt Nam, quê hương của mình để thực hiện điều này. Nhưng tại sao lại là Việt Nam? Cùng tìm hiểu nhé! quá trình nâng cấp nụ cười. Hãy cùng theo dõi hành trình nâng cấp nụ cười của Hong Phuoc từ ngày đầu tiên đến ngày cuối cùng. Các bạn sẽ thấy được sự thay đổi đáng kinh ngạc trong nụ cười của cô ấy. Ngày đầu tiên, Hong Phuoc đã đến phòng khám nha khoa tại Việt Nam. Cô ấy đã được tiếp đón nồng hậu bởi đội ngũ y bác sĩ chuyên nghiệp. Sau khi thăm khám tổng quát, bác sĩ đã lên kế hoạch chi tiết cho quá trình nâng cấp nụ cười của Hong Phuoc. Trong suốt quá trình này, Hồng đã trải qua nhiều giai đoạn khác nhau, bao gồm việc tẩy trắng răng, điều chỉnh hình dạng răng và cuối cùng là gắn răng sứ. Mỗi giai đoạn đều được thực hiện với sự tận tâm và chuyên nghiệp của đội ngũ y bác sĩ. Sau ba tuần, quá trình nâng cấp nụ cười của Hồng Phúc đã hoàn tất. Kết quả cuối cùng đã vượt xa sự mong đợi của cô ấy. Nụ cười mới của Hồng Phúc không chỉ đẹp mà còn tự nhiên, giúp cô ấy tự tin hơn trong giao tiếp và cuộc sống hàng ngày quá trình nâng cấp nụ cười của humphrey không chỉ là một hành trình thay đổi về hình thức mà còn là một hành trình tìm kiếm sự tự tin và hạnh phúc đó chính là điều mà chúng ta có thể học hỏi từ câu chuyện của humphrey kết quả cuối cùng và cuối cùng sau ba tuần nâng cấp nụ cười humphrey đã có một nụ cười mới thật sự tỏa sáng cô ấy không thể tin nổi vào mắt mình khi nhìn vào gương nụ cười mới của cô ấy không chỉ đẹp mà còn tự nhiên giống như nụ cười mà cô ấy luôn mơ ước răng sứ mới của humphrey không chỉ cải thiện hình dạng và màu sắc của răng mà còn cải thiện chức năng ăn nhai giúp cô ấy cảm thấy thoải mái hơn khi ăn uống hơn nữa nụ cười mới của cô ấy đã mang lại cho cô ấy sự tự tin hơn trong giao tiếp và cuộc sống hàng ngày nhìn vào nụ cười mới của mình humphrey cảm thấy rằng mọi nỗ lực và chi phí đều đáng giá cô ấy không chỉ nâng cấp được nụ cười của mình mà còn tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong quá trình này và đó chính là kết quả cuối cùng mà chúng ta muốn nhìn thấy, một nụ cười đẹp, một trái tim hạnh phúc và một tinh thần tự tin. Đó chính là điều mà hành trình nâng cấp, nụ cười của Hồng Phúc mang lại. Kết luận câu chuyện của Hồng Phúc không chỉ là một câu chuyện về việc nâng cấp, nụ cười. Đó còn là câu chuyện về tình yêu với quê hương, về sự tự tin và quyết tâm theo đuổi ước mơ của bản thân. Đó cũng là câu chuyện về sự phát triển của ngành y tế Việt Nam nơi có thể cung cấp dịch vụ chất lượng cao với mức giá phải chăng. Và quan trọng nhất, đó là câu chuyện về sự kết nối giữa người Việt ở nước ngoài và quê hương của họ. Hồng Phúc đã chọn quê hương mình, Việt Nam, để thực hiện hành trình nâng cấp nụ cười của mình. Cô ấy đã trải qua một quá trình thú vị, từ việc quyết định nâng cấp nụ cười, đến việc chọn Việt Nam làm nơi thực hiện điều này, và cuối cùng là việc chiêm ngưỡng kết quả cuối cùng mỗi bước đi trong hành trình này đều mang lại cho cô ấy niềm vui và hạnh phúc. Câu chuyện của Hong Ford là một minh chứng cho sự phát triển mạnh mẽ của ngành y tế Việt Nam. Đó cũng là một minh chứng cho tình yêu với quê hương và sự tự tin, quyết tâm của người Việt khi theo đuổi ước mơ của mình. Và quan trọng nhất, đó là câu chuyện về sự kết nối giữa người Việt ở nước ngoài và quê hương của họ, một kết nối mà không gì có thể chia cắt. Hy vọng rằng câu chuyện của Hong sẽ là nguồn cảm hứng cho những ai đang theo đuổi ước mơ của mình, dù họ đang ở bất kỳ nơi đâu trên thế giới. Và hy vọng rằng, giống như Hong Phước, chúng ta đều có thể tìm thấy niềm vui và hạnh phúc trong hành trình theo đuổi ước mơ của mình. Mặc cười với đôi mắt cười